Chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ anh em với một em Xi vừa mới được khoác lên một bộ tem cực kỳ là chất và đẹp này. Độ chế thì được phác thảo lên rất là nhiều những cái món đồ như vành này, đĩa này, rồi đèn trợ sáng này. Thì bây giờ mình sẽ quay qua một lượt để chia sẻ cho anh em. Đây, vành bánh là độ hết rồi nhá, thay đổi bô biếc. Đó. Độ là đi thành 3 quả trợ sáng. Đây là cái giảm sóc của Winner X này. Đấy anh em nhá. Thì khi các anh em độ cái bộ giảm sóc Winner X này thì anh em phải thay hết cả cái vai ở bên trong này này. Đấy, cái vai này vai của X1R. Trông rất là đẹp, cả cặp vành sport. Nhìn cực kỳ là sang trọng luôn. Nếu mà anh em nào mà có đủ điều kiện mà full cái bộ này thì nó phải rơi vào khoảng tầm hơn chục triệu. Đây. Càng được thay thế một cặp càng AP Bot này. Đây, rất là đẹp và chắc chắn nó khỏe luôn nhá. Càng này anh em đi không bao giờ sợ rung lắc. Và thay độ một lò một cái bộ giảm sóc rất là to khỏe đây, bình dầu của nó đây. Đó. Lốp thì được lên lốp to nhé. Đó. Lốp này thì cực kỳ là khủng rồi. Thay đổi hoàn toàn những cái nắp chắn xích này, thay đổi hoàn toàn luôn. Đèn trợ sáng LX4 và tay phanh RCB nhé, nhìn đều là được độ chế các kiểu. Rồi, ok, cảm ơn các anh em đã xem video. Anh em xem video mà thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình làm thêm nhiều những cái video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các anh em yêu xe độ những cái mẫu mới mà đẹp nhất. Và ở phía bên này thì một xe độ cực kỳ khủng này anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.